tầm 200 triệu đồng. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu, đây là chiếc đồng hồ chính hãng Cartier, được Kỳ Lân kết tâm full kim cương trên chiếc đồng hồ này. Tất cả từ thân dây đến phần thân của đồng hồ, tất cả những chi tiết bề mặt này, full luôn kể cả mặt điều bên trong, cũng được Kỳ Lân kết tâm đến full kim cương hột xoàn thiên nhiên. Tuyển chọn từng viên một, từng viên một, từng viên một, với những viên có thông số đẹp nhất, yếu lấp lánh nhất về độ sạch, độ đẹp, chất cắt, để cho khi mình đính những viên kim cương tuyển chọn đẹp nhất đó vào chiếc đồng hồ này thì chiếc đồng hồ trở nên lộng lẫy và đẹp tuyệt vời. Chiếc đồng hồ này với bộ máy automatic, và hiện tại Kỳ Lân đang lên có tay bằng ở nút bên phải mặt chính diện. Bạn theo dịp chiếc đồng hồ, ngay lập tức chiếc đồng hồ đã chạy êm ái và chuẩn giờ. Chiếc đồng hồ này có size dành cho nam và nữ. Những bác trai, những quý ông mà nam mà tay nhỏ nhắn thì đeo size này, còn nếu như tay to hơn mình sẽ đeo size to hơn. Còn đối với những quý cô, những quý bà thì đều đeo được size này hết, kể cả tay Kỳ Lân đeo cũng được, nhưng mà nó hơi nhỏ. Kỳ Lân có đeo size to hơn thì sẽ hợp lý hơn. Chiếc đồng hồ này mà đeo kết hợp với một chiếc nhẫn vàng trắng được đính kim cương như thế này nữa thì đúng là một cặp luôn. Mà không phải là chiếc đồng hồ này mà bất kỳ chiếc đồng hồ vàng trắng hoặc vàng thép mà đính kim cương thì chiếc đồng hồ đó sẽ trở nên sang trọng hơn rất nhiều, đẳng cấp hơn rất nhiều nhờ vào sự kết hợp chung với chiếc nhẫn Rolex này. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu chi tiết về chiếc đồng hồ Cartier chính hãng được Kỳ Lân kết tâm full kim cương, đẹp lấp lánh và đủ sang trọng đẳng cấp thượng lưu để phục vụ tất cả quý khách, đến đây xin được phép kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo mà Kỳ Lân sẽ giới thiệu rất nhiều sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu tuyển chọn để phục vụ cho tất cả quý khách. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.